Chào mừng quý vị các bạn lại quay trở lại kênh mua bán ô tô của Vũ Duy Ô Tô, chuyên các cái dòng xe giá vừa rẻ vừa thơm vừa ngon vừa bổ cho mọi nhà. Và hôm nay thì bên em Vũ Duy Ô Tô lại về một cho các bác một mẫu xe gầm cao 5 chỗ đến từ thương hiệu Nhật Bản. Và đây là một chiếc xe nhập khẩu 100% từ Nhật Bản. Đây là bản xuất Trung Đông nên hàng cao cấp, đảm bảo cho bác là bản full kịch rồi. Có cửa sổ trời, có điều hòa ô tô và xe thì rất là hiện đại luôn. Túi khí có đến 6 cái nhá. Và cái dòng này thì đi lại rất là an toàn. La răng 7 chấu theo đúng phong cách của hàng Honda. Và đây là một chiếc xe đến từ thương hiệu Honda. Honda ở thị trường Việt Nam mình lên đến hàng triệu chiếc. Đó là những chiếc xe máy Honda Airblade Way đã làm mưa làm gió tại thị trường rồi. Còn với những dòng xe 4 bánh thì Honda CR-V là một mẫu xe đẳng cấp luôn. Một mẫu xe gầm cao để dành cho gia đình. Một mẫu SUV, SUV đa dụng dành cho những gia đình nào mà muốn đi lại hay xê dịch. Thì đây là một sự lựa chọn không nên bỏ qua các bác ạ. Một chiếc xe màu đen đẹp với động cơ máy 2.4, ăn xăng rơi vào tầm khoảng 10 lít trên 100 cây. Bù lại các bác có một chiếc xe 2 cầu, đi đâu cũng được, leo đèo leo núi, đường trơn đường trượt ok hết. Dòng này thì thực sự là rất là lành bền. Đồ nghề thay thế sửa chữa dễ dàng và nhẹ nhàng luôn nhá. Xe mang biển Hải Phòng 15A93618 luôn. Đấy, còn rất là ngon, xe cứng và cam kết là không có lỗi lầm, không đâm đụng tai nạn nặng, không ngập nước. Đấy, máy số thì ngon lành cành đào. Và dòng này thì máy nổ rất là êm thì thầm luôn. Đấy, động cơ máy mượt mà, giấy tờ hồ sơ chuẩn chỉ. Và bên em thì cái này vừa mới đăng kiểm xong, thế nên là các bác yên tâm là không bao giờ phải suy nghĩ nhá. Này, em vừa mới đăng kiểm xong. Đấy, đăng kiểm mới tinh này. Đấy, 21/8/2024, còn mới tinh luôn các bác nhá. Và xe này thì có gốc Hà Nội, nên là các bác nào ở Hà Nội, Sài Gòn thì cũng không phải lo đến chuyện tiền biển nữa các bác nhá. Không phải lo mất 20 triệu tiền biển đâu. Xe gốc thủ đô, quá ok cho một chiếc xe tuyệt vời. Một chiếc xe mang biển 15A93618. Và xe thì đấy, vừa về cửa hàng em xong, em mới chưa kịp làm cái gì đâu, chưa đánh bóng, chưa dọn dẹp, để nguyên mộc. Bác nào mà yêu thích một chiếc xe mộc thì đây là một chiếc xe quá ok cho các bác luôn. Xe là bản xuất Trung Đông nên là chất lượng của xe, từ thiết bị máy móc, tôn vỏ gầm bệ của xe là đảm bảo bao chất cho các bác nhá. Và đặc biệt đây là một chiếc xe lại còn có cửa sổ trời lãng mạn, dành cho những gia đình thích xê dịch, thích đi dã ngoại đi chơi. Đấy, xe còn rất là ngon, nội thất của xe vẫn còn tươi, vô lăng mượt mà, đẹp sạch sẽ. Đấy, có ga tự động đầy đủ nhá. Một chiếc xe bản full kịch với số tự động, ga tự động và xe chạy mới được có 13 vạn thôi. Đấy, tất cả các chức năng bình thường, gương kính điều chỉnh điện đầy đủ. Và xe thì đấy, vừa về hiện trạng đây các bác nhìn là tem xuất Nhật nhìn nó đã khác rồi. Đấy, bản Nhật xuất Trung Đông các bác nhá. Và đây là một mẫu xe số tự động dành cho những ai thích nhàn chân trái. Vâng, một mẫu xe lành bền, tiết kiệm nhiên liệu, giấy tờ hồ sơ pháp lý đầy đủ, tên tư nhân chính chủ bác ấy bán, thế nên là các bác yên tâm không phải lo cái chuyện mất chủ làm gì cả. Đây là một chiếc xe với logo xịn sò, mặt ca lăng đẹp, đấy, sạch sẽ, biển số thì đây các bác nhìn này, các bác có thể check tra thoải mái xem là xe có đâm đụng ngập nước hay không nhá. Đấy, biển 15A93618 dịch ra là mãi tài lộc, đấy, phát chắc chắn, đấy, nên các bác yên tâm. Mặt đèn của xe thì vẫn còn nguyên, đấy, đèn halogen, bi halogen đấy các bác nhá, đèn ngon lành cành đào đẹp như thế này, trong và hơi một chút dạ thôi, không vấn đề gì. Nói chung là cũ theo năm tháng rồi. Một chiếc xe đời 2007 đến thời điểm này mà giữ được như thế này, em nói thực sự là quá ok rồi, không còn chê được một điểm nào nữa rồi. Đèn gầm, cản gầm của xe thì vẫn là sạch sẽ. Và xe thì đấy các bác nhìn nhá, tổng thể chất của xe thì đã kiểm tra và không có đâm đụng, đấy, không đâm đụng tai nạn nặng, không ngập nước. Đấy, tôn này dày luôn. Và cabo của xe là gân cabo còn nguyên. Đấy, các bác nhìn nhá, toàn bộ là cabo là còn nguyên luôn. Máy êm thì thầm. Đấy, kính của xe là 2007 còn zin luôn, của hãng Honda này các bác ạ. Toàn bộ là kính của Honda Japan nha các bác nhá. Vâng. Và chiếc xe thì dàn lốp của nó là rơi vào tầm 80%. Đấy, dàn lốp Bridgestone, dày mịt cương, lốp 225, 65, la năng 17 nhá. Các bác đi những cái dòng này thì cực kỳ là phải nói các bác là quá ok luôn. Đấy, dòng xe lành bền. À, chất căng và lốp này là 2019 này. Lốp 2019 các bác nhá, mà đến bây giờ nó còn như thế này. Đấy, lốp 2019 đấy ạ. Vâng, lốp 225 65 la răng 17. La răng 7 chấu 17 inch. Đấy, phanh đĩa tất cả 4 bánh luôn. Phanh đĩa toàn bộ tất cả 4 bánh nhá. Và cua lốp thì không có mục mọt, có điều hơi bẩn bụi một tí vì đã em bảo vừa mới về xong chưa kịp dọn dẹp gì. Đây chỉ là bẩn bụi thôi nhá, các bác cứ nhìn kỹ ạ. Vâng, chỉ có bẩn bụi thôi, không có mục mọt một tí nào, tôn còn nguyên này. Đấy, các bác nhìn tôn này còn nguyên này, sơn sườn này đẹp luôn, cột keo keo chỉ thì bên em đảm bảo nhá. Toàn bộ nẹp chân kính cũng như là nẹp rèm kính của xe này còn nguyên, tôn căng. Đấy,
Và keo chỉ thì đảm bảo rồi. Riêng cái vấn đề keo chỉ thì bên em sẽ đảm bảo cho các bác đầy đủ nhá. Đây là một chiếc xe nói chung là lướt cứng luôn đấy ạ. Vâng, tapi da đẹp sạch sẽ, kính điện lên xuống rất là nhanh. Đấy, em giật nhẹ nhàng là lên xuống rất là nhanh nhá. Đấy. Vâng, và cái bên này như thế này, toàn bộ này. Bên này là lên xuống rất là nhanh chóng luôn. Kính điện nhẹ nhàng êm ái và nội thất bên trong xe thì tương đối là rộng. Đấy, 5 chỗ ngồi SUV gầm cao. Đấy, các bác nhìn này. Rộng rãi tiện nghi, ghế thì vẫn là ghế chỉnh cơ thôi. Đấy, da chắc chắn luôn và sàn đây này các bác ạ. Đấy, sàn nỉ đẹp này, sạch sẽ, có hai lót sàn chống bẩn và chống nước lôi nhá. Đấy, nói chung là với cái tầm tiền loanh quanh khoảng tầm chưa đến 300 thì sự lựa chọn cho chiếc xe này vẫn là một sự lựa chọn số 1 luôn các bác ạ. Cửa sổ chai, em đóng vào này. Đấy, thực sự với các bác là rất là mát luôn. Đấy, kính điện này, nhẹ nhàng và êm ái. Đấy, các bác thấy chưa? Vâng, trần của xe thì chưa có biết sổ lông một tí nào luôn. Đấy, trần xe còn rất là đẹp và có đèn trần cả vùng sau lẫn vùng trước. À, vùng sau, vùng trước à. À, ok, không vấn đề gì. À, vâng. Và nói chung là với cái đèn này cháy rồi. Cái này em sẽ thay, không vấn đề gì. Đơn giản, không vấn đề gì. Vâng. À, vô lăng của xe thì vô lăng khâu da, có tay thoát mồ hôi. Thế nên là các bác đi thì rất là yên tâm khi mà không sợ cái chuyện hiện tượng bám vân tay nhá. Không sợ hiện tượng là bị tay chảy nước thì đây nó có thoát mồ hôi này. Đấy, và vô lăng thì rất là mới, còn rất là mới luôn. Vô lăng tích hợp phím điều khiển âm thanh cũng như là cài đặt kênh. Và bên này thì là cài đặt ga tự động cruise control. Đấy, có ga tự động nhá. Nên là bác nào mà đi đường gọi là đường trường hay là các cái đường đây em bật gió điều hòa rất mát lắm. Vâng, đường trường hay là các cái đường cao tốc ấy thì rất là nhàn chân tay luôn. Vô lăng còn đẹp này, sạch sẽ. Mặt táp lô à, các bác nhìn là toàn bộ mặt táp lô đấy, xe rất là căng luôn nhá. Táp lô sạch sẽ, có nhiều cái khoảng để đồ. Đấy. Và bên này là giấy tờ em để trong này rồi. Đấy, còn bệ tì tay này. Đấy, các bác có bệ tì tay này. Đấy. Đây nữa này. Đấy, rất nhiều cái bệ tì tay ở trên này nhá. Và hộc để đồ ở dưới này. Đây là một mẫu xe đa dụng nên là nó có nhiều cái chỗ để đồ rất là tiện lợi luôn các bác ạ. Em này thì được cái gạt mưa, gạt kính này. À, nước phun rất là tơi. Đây gạt kính sau này. Đấy, gạt kính sau các bác nhá. Và gạt kính trước đây. Đấy, nước lôi đầy đủ, không thiếu một cái gì. Đấy. Và bên này đèn này, các bác nhìn các cụm phím đèn ở đây như mới luôn, vẫn còn rất là mới nhá. Vâng, mặt táp lô vô lăng này nó chỉ bị mòn cái màu này thôi, còn đâu là tất cả là vẫn còn gần như là mới tinh. Đấy, xe rất là đẹp, chạy 13 vạn, xe tư nhân, gốc Hà Nội. Kính điện lên xuống ok. Đấy, gương điều chỉnh điện đầy đủ nhá và có điều chỉnh góc chiếu của đèn pha. Đó. Và ghế của xe thì toàn bộ ghế của xe là có túi khí ở trên hai ghế trước. À, có túi khí đầy đủ à. À các bác ạ, đó, có túi khí nhá. Vâng. Và ghế thì sờ rất là mịn màng luôn. Ghế da sờ rất là căng. Đấy, ghế da này. Hàng ghế thứ hai, đấy cũng rất là thoải mái, rộng rãi. Ở cái dòng CR-V là một cái dòng xe mà được nhiều người đón nhận, nhiều người yêu. Vì cái dòng này đi nó rất là bền. Bền bỉ. Và thực sự với các bác là cái dòng xe CR-V là một cái dòng xe đa dụng mà độ vừa bền này, lại vừa tiết kiệm nhiên liệu. Em này thì báo là 10 lít thôi, nhưng mà khi mà các bác đi đường trường nó chỉ rơi vào tầm khoảng 8 lít trên 100 cây đó. Đương nhiên rồi, vì máy là 2.4 chứ không phải là máy 1.5 nhá. Nên là chắc chắn là phải ăn xăng. Và vì là cái thân hình to nặng này, vì khung sườn là người ta đi đầm chắc, nên là chắc chắn là xe phải như vậy rồi. Đấy, lốp đằng sau này thì đang cũng là sử dụng quả lốp 215. Úi dồi ôi, lâu dãi mà. 215 các bác nhá, mà lốp vẫn còn 50%. Gần như là bác chủ bác ấy ít đi, thế này là lốp dép là bác ấy không thay đâu, cứ để nguyên thôi. Đấy, tình trạng lốp thì ta lông vẫn còn. 2015 mà đến bây giờ như thế này, nói chung là lốp này thì không ảnh hưởng gì đâu ạ. Còn là phần cua lốp thì các bác nhìn này. Đấy, cua lốp đây, chưa kịp làm gì. Cái này thì em sơn phủ đen nữa là xong. Vì là nó không có mục mọt đâu các bác ạ. Nên là các bác yên tâm nhá. Gầm em này này, đây các bác nhìn gầm này. Gầm xe này. Đấy. Gầm xe còn tương đối là sạch sẽ. Vâng, và không có lỗi lầm nhá. Còn về phần kính thì đấy, kính zin này và phần cản sau đây có cảm biến lùi đằng sau cho các bác luôn. Đấy, có đầy đủ cảm biến lùi mắt đằng sau này. Đấy, bô đằng sau đây và gầm đây, các bác nhìn này. Em này là một chiếc xe dẫn động hai cầu nên là có cả dẫn động bánh trước và có dẫn động bánh sau nhá. Đấy, cổ bô còn khô ráo sạch sẽ đẹp như này. Đấy, không hề lỗi luôn. Đấy. Và phần
khoang để đồ là một cái rất là ok cho một chiếc xe CRV. Rất rộng, vâng, vừa rộng này, vừa thoáng này. Cái này là đèn của cái con xe khác em để lên đây thôi. Đấy, còn đây, đồ sơ cua của nó này, lốp sơ cua này. Đấy, các bác nhìn nhá, lốp sơ cua có lót chống ồn. Đấy, có gió nó chống ồn, đấy, lốp sơ cua còn nguyên. Đấy, các bác đi như thế này thì thực sự các bác là rất là yên tâm. Dòng này thì đa dụng rồi, nếu các bác cần chỗ để nữa thì các bác hạ cái ghế hàng thứ hai xuống, các bác có thể chở được đồ dài đến hơn 2 mét cũng ok. Vâng, đấy. Chỉ keo thì đương nhiên là bao zin các bác nhá. Riêng em này thì chỉ keo bao zin rồi, bao ngon lành cành đào. Đấy, toàn bộ chỉ cái cốp đằng sau đây cũng còn nguyên. Với cái tầm tiền loanh quanh khoảng chưa đến 300 thì đây là một sự lựa chọn đúng là thực sự các bác là không nên bỏ qua. CRV 2007 các bác ạ. Đến bây giờ thì nhiều bác cứ bảo là nhiều năm, nhưng nói là cái dòng xe của Nhật ấy, đồ Nhật thì đồ Nhật cũ bao giờ nó cũng có giá. Vâng. Thế nên là những chiếc CRV này thì bao giờ là khi mà với cái tầm tiền này, nói thật các bác là mua nó còn ok. Các bác mua cái loại xe mà 150-200 ấy thì nói là các bác thời gian sửa còn nhiều hơn là thời gian đi. Thế nhưng mà đây với cái tầm tiền như thế này, mua một chiếc xe căng như thế này thì độ bền của nó thì các bác cứ yên tâm, không phải nghĩ luôn. Đấy, lốp dép thì đâu rồi, quả là quả outside. Đấy, 2012, đây xe nào, úi rồi, lại còn 2012 đây các bác ạ. Quả lốp quá cổ luôn, nhưng mà rãnh lốp nó còn dày. Phải nói là thực sự là đấy, xe tình trạng chuẩn chỉ luôn, 2012 nhá các bác nhá. 2012 mà quả lốp nó còn như này. Thời kỳ đầu mua con này thì khả năng là bác chủ bác chạy nhiều, nhưng mà đến về sau gần như là người ta ít chạy, ít đi. Thế là thành ra là chất xe là vẫn còn rất là đẹp. Gầm nét, đấy các bác nhìn gầm nó như thế này. Đấy, em là chưa có rửa dọn này đâu, chưa làm một cái gì cả. Mới gọi là về thôi, đang trên đường về. Em còn chả kịp rửa ấy, lúc nãy mải lau chứ còn chưa rửa đâu. Túi khí an toàn này, rồi túi khí rèm, dọc rèm từ cột A đến cột BC là có hết túi khí nha các bác nha. Đấy, xe cứng như này mà không mua thì thực sự với các bác là hơi phí, hơi tiếc luôn. Đấy, bản xuất Trung Đông, kính chiếu hậu còn nguyên hai bên. Đấy, và chất xe thì cứng đét luôn. Xem quả lốp này nó còn ai cha, đây của 19 thì nó mới hẳn rồi, không nói rồi. 19 là cũng được 90%, gần như là bác ấy có đi đâu. Đấy, máy nổ êm thì thầm nhá. Bây giờ thì ta sẽ cùng ra khoang máy. Vâng, bây giờ thì ta sẽ cùng đi ra khoang máy để kiểm xem khoang máy của chiếc xe. Em này thì động cơ của nó là 2.4 cam kép DOHC, công nghệ EVTEC nhá. Máy là chưa có dọn rửa gì đâu nên là nó hơi bẩn tí, các bác thông cảm nhá. Cái dòng này thì em cứ để nguyên mộc thôi, không có làm gì cả. Đấy, máy số khô ráo sạch sẽ. Nhờ bác có hỏi là cái tầm này thì máy nó có zin hay không thì nói thật các bác là những cái tầm này người ta đã làm đi bảo dưỡng bảo trì định kỳ rồi, nên là chủ yếu chất máy ngon ok là được. Chứ còn xe thì đúng là máy dưới thì còn zin, mặt trên thì có thay gioăng nghề lâu ngày là gioăng dàn cò nó kém, nhưng mà cái này không vấn đề gì. Đấy, dầu mỡ này, ui giời, à vẫn mở được. Cái dòng này thì thường thường là cái nắp này nó rất là chặt. À các bác ạ, không có hơi thừa hơi khói nhá. Đấy, không có dầu mỡ bắn ra, không hơi thừa hơi khói. Và cái con này thì dầu nó rất là vàng, vì là chủ bảo dưỡng thường xuyên nên là gần như là dầu mỡ là ok rồi. Đây các bác nhìn này, đấy, dầu nó vàng óng luôn rồi. Đấy, các bác đi những cái xe như thế này thì rất là yên tâm. Và chiếc xe này máy 2.4 nhưng mà nó rất là nhỏ nhắn và xinh xắn luôn, vận hành tốt. Đấy, và em này thì đang sử dụng hệ thống lái là trợ dầu nhá. Và đây các bác nhìn này, đây là cụm ABS của xe. Đấy, cho 4 bánh đầy đủ luôn nhá. Đấy, và đây ắc quy, đây ắc quy GS, ắc quy GS này. Đấy, ắc quy chỉ cần thế này thôi, nhưng mà nó chỉ có tác dụng trong cái lúc mà đề nổ thôi, còn lại là không vấn đề gì nhá. Đấy, cabo này, đấy các bác nhìn cabo này. Đấy, nỉ còn nguyên, cabo căng cứng. Đấy, tem nhãn còn nguyên nhá, sạch sẽ. Và nói chung là với cái tầm tiền này thì nói các bác là xe chất này là cực kỳ yên tâm rồi. Đấy, và chiếc xe này thì nó đăng kiểm đến tháng 8 năm 2024. Đấy, một chiếc xe vẫn còn đăng kiểm mới tinh luôn. 2007 các bác nhá, bản 2 cầu, máy 2.4, rất phù hợp với những ai mà hay đi phượt, đi địa hình, và rất phù hợp với những ai mà hay xê dịch. Mua một chiếc xe để đi lại lành bền, khỏe chắc chắn. Và chiếc xe này thì đang có mặt tại cửa hàng em ở Đông Sơn, Thủy Nguyên, Hải Phòng. Bây giờ sau video này thì về thì em sẽ cho dọn lại toàn bộ xe để mà các bác có một chiếc xe như mới luôn đấy các bác nhá. Vâng, rất vui khi được các bác có những chiếc xe
vừa ngon vừa bổ vừa rẻ tại Vũ Duy Auto, và rất vui khi được các bác có những chiếc xe lành bền. Xin trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại các bác. Xin chào tạm biệt. Vũ Duy Auto, nơi khách hàng gửi chọn niềm tin.